nghề rèn đã có từ rất lâu đời trong cuộc sống của dân tộc Nùng. Xã Phúc Sen là nơi có nhiều làng rèn truyền thống nổi tiếng của người Nùng An đã được đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Sản phẩm rèn của người Nùng An nổi tiếng về độ sắc bén, độ bền nhờ cảm nhận tinh tế từ tai, mắt, kinh nghiệm của người thợ. Không ai biết nghề dệt vải có từ bao giờ. Những động tác quay sợi, mắc khung dệt vải được truyền từ đời này qua đời khác, từ thế hệ này qua thế hệ khác. Cứ thế, một nghề truyền thống xuất hiện ở hầu hết các dân tộc Cao Bằng. Người Tày, Nùng, Sán Chỉ, Lô Lô sử dụng cây bông để dệt vải. Người Mông sử dụng cây lanh. Ghé thăm làng nghề luống nòi, nghe tiếng lách cách thoi đưa cuốn theo đôi bàn tay khéo léo của các nghệ nhân như chính mình tạo ra tấm vải thổ cẩm. Nón lá Nùng, sản phẩm sáng tạo của nghề đan lát đã trở thành nét duyên của người Nùng Cao Bằng, gây thương nhớ cho bao du khách ghé thăm. Người thợ phải cất công vào tận rừng sâu, hái lá mai, lá chuối, rồi bó thành bó nhỏ, hong khô trên gác bếp, cho đến khi ngả màu nâu, không còn giữ nước và có độ dai nhất định. Khi đan nón, người thợ trải đều lá lên lớp khung ngoài, được tạo dáng tròn bè. Các mắt đan đều nhau, không lộ một mấu nối. Lớp lá giàn đầy đặn, chắc chắn. Cuối cùng lại tiếp tục hong trên gác bếp, tỉ mỉ, kỳ công. Con đường quanh co, thác đổ trắng xóa. Những mái ngói nằm san sát nhau và những người nông dân vẫn đang cần mẫn đan nón trước hiên nhà. Đan lát là nghề thủ công truyền thống của nhiều dân tộc như Nùng, Mông, Dao, Sán Chỉ, Lô Lô ở Cao Bằng. Những nan tre nứa được chẻ nhỏ qua bàn tay khéo léo của người thợ tạo nên những sản phẩm đan lát tinh tế phục vụ nhu cầu sinh hoạt trong đời sống gia đình cho bà con nông dân. Từ cái dầu, cái thúng, cái nong, cái nia, cái giỏ đều là những sản phẩm thủ công thể hiện óc thẩm mỹ và bàn tay khéo léo của người đan.
người Cao Bằng có rất nhiều nghề thủ công truyền thống như nghề làm hương, nghề làm giấy bàn, nghề làm ngói máng, nghề làm đường phên, nghề thêu và ghép vải tạo hoa văn, nghề in hoa văn sáp ong của người Mông Hoa, nghề chạm bạc, nghề vẽ tranh thờ, nghề thêu hoa văn trên vải, nghề in hoa văn sáp ong, nghề đan lát của người Dao Tiền, Dao Đỏ, nghề đan lát dệt vải nhuộm chàm của người Sán Chỉ, nghề mộc, nghề làm ngói âm dương của người Lô Lô.